Cái nữa phải hạ xuống rồi cổ thì chúng luôn bây giờ người ta làm người ta bằng chi bằng ta cái đẹp nó người ta lấy nó lại gì hồi xưa bằng ống nguyên cái ống tre còn giờ người ta làm có đá lại có để lên mọi ống cái bằng là cái tre thì chúng chúng này là chúng mới mà chúng làm kiểu treo về xưa đây là chúng mà ngày kiếm được nhiêu ký không? 2-3 ký cũng ok mà. 2 ký gì vậy? Ký bán được nhiêu? 2. Hồi nãy đi lên ở bên cái đường kinh gì ta, kinh 17 của người ta sổ lương á, quá trời lương. Đang cắt kia chứ gì? Người ta sổ người ta bán, nghe nói lương bự được nhiều trăm mấy. Đang sụp lại đó. Nó sụp giấy. Nó 220 rồi. Và lương nó nuôi chào nó không có giàu đâu. Nó thấy bữa hổm ở ngoài lỗ tả tiêu trôn lông xuyên từ dưới sổ nuôi đất á, nuôi luôn vàng kè. Nuôi đất luôn vàng hơn. Không tránh cũng có nuôi nữa, nuôi đất. Dạ. Và nuôi đất thì hơi hôi. Hả? Không, nuôi đất cũng sạch gió hả? Ngày nào sáng là rửa, sáng rửa. Bữa hổm chú coi tụi nó sổ hôi quá trời hôi mà luôn vàng sờ thấy đẳng. Sáng ngày anh rửa, ngày nào rửa cho ăn rửa, đâu có hôi. Cái này bắt giờ cũng để nuôi luôn hả? Dạ. Lương nhỏ nên nuôi không? Dạ. Còn nuôi hai giống bự không? Giống bự ít. Thì đặt cái trong đồng. Ở ngoài xong không có, phải đặt cái trong đồng. Người ta đặt như được lương lớn thì có bán, còn nhỏ có thể nuôi. Mình đặt theo mấy cái đường mương nước đó hả? Ngày đặt bao nhiêu ống? 50 ống rồi. Giúp để đây hả? Để theo mấy cái đường mương. Cho để màu gì nữa? Ốc bu vàng. Ủa mấy cái ăn gì mình muốn vô mình đỡ đỡ chứ chủ đang đỡ gì mà cái này là ăn mà bỏ hết rồi trừ trừ mấy cái ăn cá mình ăn chắc không đừng ao lộn người được ao đừng muốn bỏ qua rồi cây cỏ bọc tùm lum mà ao cá thì đó nói chứ mấy cái này từ từ tiền không giờ mấy cái chỗ mà gần đường lộ này nó lắp lại nó bán nó không á. Mấy giờ mới giảm? Sáng. Sáng hôm sau nữa. Sáng hôm sau mới giảm. Đặt theo mấy cái ao lặn á. Sáng tới giờ còn nhiêu anh? Dạ. Dễ rồi đặt lại. Này ao cá anh thả không? Hồi nào nó bỏ hết rồi.
tưới sau này là đủ. Đó. Mẹ mình mười tốt kia thì câu giống mười. Ngày đi gặp chúng lưu nữa. Rồi được luôn đến thì lòng mắng. Rồi mắng từ em mẹ nuôi. Dạ, mẹ nó cũng nuôi luôn nuôi. Rồi đặt thêm mấy người mới với anh chỗ nào có nước thôi. Xúc lên nè, bắt ông vô trong cái nước đó kìa. Chiều đang vô chỗ này mình thấy bà con ta đang sổ mình nuôi bán. Mới trời mưa này. Ta dọn đồ, dọn đất dọn gì ra hết trơn và còn lưng không. Chúc lấy cái giặt lên cho luôn. Bộ bận nhớ được bao nhiêu ký? Hả? Biết không? Chưa biết nữa. Đang chưa biết vậy. Cái nữa. Phải thả xuống rồi. Cái bộ. Cái bộ. Cái bộ. Cái bộ. Được mấy tháng rồi mà quá bắt ta cần bán được. Biết không? Bảy tháng ai. Cái này mình nuôi giống hay là mình động bắt về nuôi chứ? Bắt lượng cái này luôn. Quá trời luôn. Qua bên đây luôn mày ơi. Chị ngang đây thấy chỗ này con tâm. Sổ đồ mười lưu người ta bán. Sẵn ghé luôn quay luôn. Lương này nuôi tới 7 tháng mới sổ được. Không lừa mà sao mà lo thiệt chứ. Kéo cái sổ này là tàn. Ừ, hãy kéo, tự tự. Xúc cái này, xúc cái này. Lương con mình bắt hồi mùa nước đó hả chị? Dạ, mùa nước. Nó nhiều quá trời nữa. Sổ hết luôn hả? Bữa nay là sổ hết, hết sổ hết, đặng tới nước lên, đặng mình làm bộ mình bắt lại lương khác. Trời ơi, nước năm nay không biết là sao rồi nha. Hên xui thì nước nhỏ nhỏ chứ nó cũng có nước rồi ơi. Lương này mà nước như mấy chị đầm này cũng đặng này phải nhập đồng mới có chứ. Nếu mà nước nó nằm dưới cơ hình xếp là cũng vẫn có bình thường. Dạ. Mà nó năm nào mà không có nước đâu. Bây giờ những mấy nhỏ nuôi lại em thôi. Cửa lương ba thả là lương nhì, lương nhất mình bán. Thấy toàn lương không không? Bận được bao nhiêu ký chị? Ở đây nuôi bằng nhà trại của mình đó. Dạ. Có chỗ khác người ta nuôi, người ta để đất để gì á. À, để đất khó bắt hơn. Để trại. Mấy cái mùng rồi. Người nhắn gửi gì lên mạng, phụ quay thì nhắn gửi lên mạng nói luôn. Rồi con nói cho sáng tôi làm sao nói luôn đi cho số điện thoại luôn đi. Tạo. Điện sao cự không nói gì trơn vậy? Có gửi em yêu gì nói gì cho vợ nhà nó cũng coi trực tiếp. Ừ. Em ơi anh đang bắt lương gì đó. Anh chở bà nhỏ theo nữa nè. Trời ơi. Ừ, bà nhỏ nó chỉ tôi quay luôn. Quay luôn. Quay luôn rồi vợ. Ông khỏi về nhà nha. Vậy đi được. Ông đi bắt lương đi chứ ông khỏi về. Không có bây giờ có vợ nhỏ quỳ dưỡng hết rồi. Ờ quay gì là chết rồi nè. Quay nhiều khi bây giờ mình đi ra không phải nói gì khi ta quay cầu quay bọng gì đó. Kì chưa, kì chưa. Chết chắc. Chết chắc nhiều khi người ta không phải mà người ta quay cầu quay đầu á. Mình đi chưa chờ thấy công trình gì ta quay đó. Chở cái này. Cái này mình chở đi đâu không? Đi đâu không? Nói tôi lương này chở đi đâu? Có mấy con rồi, chút nữa đi nào anh.
Lương chở đi đâu không quay chợ. Này chở đi chợ Bình Điền thu quá. Bình Điền tới Sài Gòn chở hả? Nhà mấy xe tải đi Bình Điền. À. Đi xa quá vậy không cần. Không có lương nó động, lương nó khỏe dễ động không cá. Vậy hả? Chở về Sài Gòn không mừng. Bình Điền. Có cái hơi ngộ, động như bồi ra chết là nó hao không. Hao coi chở lắm. Cảnh là cảnh mất lương mà ta sổ như này. Chưa, chưa, chưa. Cái quý vị này, cái quý vị ông cảo có thể ra một cái cháu mà, ừ, tưởng thầy đi nha. Nhau. Xếp vô đi đại tử không? Rồi đợt này nó bắt vô lại. Mà lương này sổ có mùi chứ, ở cầu ở bên đường Lỗ Tẻ cũng có chỗ tự nuôi luôn sổ mùi quá không rồi. Dạ. Ở đây không có mùi nữa. Bữa tôi đi qua đi ở ngoài đó, tụi đó nuôi đất đó, sổ ra. Quay quay lậm lậm hai con luôn, lật bụng hai con bự luôn. Tao cổ nó còn mạnh mà. Còn sống mà. Lương nó liên nhất rồi. Nhất không. Cháu nào mấy con nào không mà ấy chút luôn. Mấy con bụi bụi quá nhái gì mà ở trống không ăn nhái nổi mà. Dễ vậy. Lương không có ăn. Nó mồi á, đổ ra được nó ở trống.